Đây chương trình thu thanh giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa quý thính giả và chư đồng đạo, để mở đầu chương trình thu thanh giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi trân trọng giới thiệu quyển Sấm Giảng Khuyên Người Đời Tu Niệm, tức quyển nhất Văn Lục Bát, dài 912 câu, xuất bản lần đầu năm 1939. Quyển này ngài viết xong trước đệ nhị thế chiến tại làng Hòa Hảo. Sấm giảng này khởi đầu bằng câu Hạ Nguyên nay đã hết đời, và chấm dứt bởi câu Tới đây cũng lần ngừng lại bút nghiêng. Trân trọng kính mời chư quý vị cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Hạ Nguyên nay đã hết đời, phòng bà biên chuyển đổi dời gia căn. Năm mẹo kỹ mạo rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng. Xiết chi ngồi buồn điên tỏ một khi, bà già khổ não vậy thì từ đây. Cơ trời thế cuộc đổi xây, điện mới theo thầy xuống chốn phàm gian. Thấy đời ly loạn bất an, khắp trong các nước nhộn nhàng đau binh. Kẻ thời vũ nghĩa bố kình, người thời trung hiếu chẳng dình dẹn hay. Nên điên khuyên nhủ bằng nay, xin trong lễ thứ ngày dài tỉnh tâm. Cơ thâm thì quả diệt thâm, nào trong sách sử có lầm ở đâu. Người khôn nghe nói càng rầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo. Rồi sao sẽ thấy hùm beo, khắp trong ba tánh hiểm nghèo đang thương. Điên này dưng lịnh minh dương, giới lịnh Phật đường đi xuống giảng dân. Thấy trong ba tánh phàm trần, kẻ khinh người nhạo thần tiên quỷ tàn. Mặc ai bàn tán gần xa, quỷ của Phật bà sai xuống cứu dân. Kẻ xa thì hạ mến đức ân, làm cho người gần ganh ghét khinh khi. Nam mô mô Phật từ bi, miệng thì niệm Phật lòng thì tà giang. Khắp trong ba tánh trần hoàng, cùng hết xóm làng đều bị người điên. Điên này xưa cũng như ai, vào các ra đài tột bực giàu sang. Nghĩ suy danh lợi chẳng màng,
bèn lên ấn vật lâm sang tu trì. Nhờ trời may mắn một khi thẫn thờ lại gặp đức thầy Bửu Sơn. Cúi đầu điên tỏ nguồn cơn, động lòng bác ai ra ơn dạy truyền. Thấy điên tâm tánh quá thiền, nội trong sao khắc biết liền thiên cơ. Chuyện này thôi nói sơ sơ, để rộng thì giờ nói chuyện chớn tu. Dương trần thì kẻ trí người ngu, ham vọng ham dù danh lợi xế sang. Cờ đà đến nước bất an, chẳng lo tu niệm tham gian làm gì. Phật trời thương kẻ nhu mì, trọng cha yêu chúa kính gì tổ tông. Ngồi buồn nói chuyện bông lông, khắp trong trần hạ máu hồng nhuộm rơi. Chừng nào mới đặng thành thơi, dẫu Phật ra đời thế giới bình yên. Điên này điên của thần tiên, ở trên non núi xuống miền Lục Châu. Đời con chẳng có bao lâu, ráng lo tu niệm đặng chầu Phật tiên. Thế gian ít kẻ làm hiền, nhiều người tàn bạo làm phiền quá công. Thế gian chuyện có nói không, đến hội mây rồng thân chẳng toàn thấy. Việc đời đến lúc cân gai, mà cũng tối ngày nói xeo nói xiên. Dương trần tội ác liên miên, sao xuống quỳnh tuyền địa ngục khó ra. Điên này nói việc gần xa, đặng cho Lê Thư biết mà lo tu. Tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục áo du thiên đài. Đường đời chẳng có báo dài, nên viết một bài cho ba tánh coi. Tuồn đời như pháo châm ngòi, ba già yên lặng mà coi khùng này. Khùng thời ba tớ một thầy, giảng dạy dạy đầy rõ việc thiên cơ. Điên đây còn dại còn khờ, yên lặng như tờ coi chúng làm sao. Bá gia kẻ thấp người cao, chừng thấy máu đào chúng mới chịu tu. Bây giờ giả dại giả ngu, cũng như nhân quý ở tù ngày xưa. Lúc này kẻ ghét người ưa, bị điên nói bừa những việc vừa qua. Dương trần biếm nhẹ gần xa, nói quỷ nói tà đây cũng cam tâm.
Ngồi buồn nhớ chuyện xa xăm, dạo trong bãi núi cười thầm xưa mang. Nói rằng lòng chẳng ham sang, sao còn ham của thế gian làm gì? Việc này thôi quá lạ kỳ, cũng trong Phật giáo sao thì chê khen. Lúc này tâm trí rối bèn, tiếng quyển tiếng kèn mặc y bá gia. Hết gần thì rồi lại tới xa, dân sự nhà nhà bàn tán cười chơi. Chuyện này cũng lắm tuyệt vời, giả như hàng tinh đời thời lòn trung. Đến sao danh nổi như cồn, làm cho hạng võ mất hồn mấy khi. Chuyện xưa thanh sử còn ghi, khen anh hạng tính vậy thì mưu cao. Chuyện đời phải có trước sau, điên khùng khờ dại mà cao tu hành. Ba gia phải ráng làm lành, niệm Phật cho rành đặng thấy thần tiên. Thương đời trong dạ chẳng yên, khắp trong lễ thư thảm phiền từ đây. Ngày nay thế cuộc đổi xây, ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho. Mạng theo danh lợi ôm o, sẵn của hét hò đứa ở người ăn. Đừng khi nhà lá một căn, mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn. Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Cửu quyền thất tổ chẳng thờ, để thờ những đạo ngọn cờ trắng phao. Dương trần bụng dạ nhiều màu, thấy cảnh bên tàu sao chẳng nghĩ suy. Lời xưa người có còn ghi, những việc lạ kỳ nay có hay chưa? Chưa là với kẻ chẳng ưa, chớ người tâm đạo biết thừa tới đâu. Bá gia mau kiếp lo âu, để sao đôi đầu chẳng đặng toàn thấy. Việc đời nói riết thêm nhây, nếu muốn làm thầy phải khổ phải lao. Mèo kêu ba tánh lao, sao đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Con ngựa lại đã con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khi kia cũng bị sáo xào, canh khuya gà gái máu đào mới ngưng. Nói ra nước mắt rưng rưng, điện biểu dân đừng làm dữ làm hung.
Việc đời nói chẳng có cùng, đến sau mới biết đây dùng kế hay. Bây giờ mắc việc tà tay, nên mới làm vậy cho khỏi ngại nghi. Thiên cơ số mạng biết tri, mà sao chẳng chịu chạy đi cho rồi. Những người giả đạo bồi hồi, còn chi linh thính mà ngồi mà nghe. Việc đời như nước trong khe, nó tưởng đặt dè, nói bim người hung. Điên này nói chỉ theo cùng, như thế dây dùng đặng cứu ba gia. Sau này kẻ khóc người la, dài ba năm nữa biết mà tà tính. Điên biết chẳng lẽ làm thinh, nói cho ba tánh mặt tình nghe không. Việc điên điên sự chưa xong, lục châu chưa giáp mà lòng ủ ê. Người nghe đạo lý thì mê, kẻ lại nhúng trề nói lão kiếm cơm. Thấy nghèo coi thể rác rơm, rồi sao mới biết rác rơm của trời. Vì điên chưa đến cái thời, nên còn ẩn dạng cho người cười chê. Từ đây sắp đến thảm thê, con lìa cha mẹ, vợ kia xa chồng. Tới chừng đến việc ngóng trông, trách rằng trời Phật không lòng từ bi. Di Đà lục tự ráng ghi, niệm cho tà quỷ vậy thì gian ra. Khuyên đừng xài phí xa qua, ăn cần ở kiệm đặng mà lo tu. Đừng khinh những kẻ đuôi mù, đến sau sẽ khổ gấp mười mù đuôi. Đời nay xét tới xem lui, chừng gặp tuổi mùi ba tánh biết thân. Tu hành sao được đức ân, nhờ trời ban bố cho gần Phật tiên. Nói ra trong dạ chẳng yên, điện gai chèo quê vào miền lục châu. Tới đâu thì cũng như đâu, thêm thảm thêm sầu lòng dạ người xưa. Ba gia ai biết thì ưa, tội chẳng nói thừa những việc thiên cơ. Khi già lúc lại trẻ thơ, giả quê giả dốt khắp trong thị thiền. Đi nhiều càng thảm càng phiền, lên dồi xuống dịnh nào yên thân già. Tay chèo miệng lại hát ca, ca cho ba tánh biết đời loạn ly.
A-di-đà-phật từ bi, ở bên thiên trước chứng tri lòng này. Từ ngày thọ giao với Thầy, dẹp lòng mà dĩ kỷ đầy lòng yêu dân. Ngày nay chẳng kể tấm thân, miễn cho ba tánh được gần bồng lai. Đời này vốn một lời hay, khắp trong trần hạ mấy ai tu trì. Đời này danh vật làm chi, tới việc ly kỳ cũng thả trôi sông. Thuyền đưa tiên cảnh non bồng, mấy ai mà có thiền lòng theo đây. Cứ lo làm việc tà tay, bắt ngưu bắt cày đặng chúng làm ăn. Chừng đau niệm Phật lăng xăng, Phật đâu chứng kịp lòng người ác gian. Thấy đời mê môi lầm than, ăn bà nói càng tội lỗi chỉnh ghê. Chữ tu không phải lời thề, mà không nhớ đến đặng kề tiên ban. Nói nhiều trong giả sống sang, cùng hết xóm làng tàn ác nhiều hơn. Thầy chùa như thế cây sơn, ngoài giá coi chắc trong thời mỗi ăn. Buồn thay cho lũ ác tăng, làm điều dối thế cho hư đạo màu. Di Đà Phật tổ thêm rầu, giận trong tăng chúng sao lừa dối dân. Có thân chẳng liệu lấy thân, tu theo lối cũ mau gần diêm vương. Bá gia lầm lạc đáng thương, nên trước Phật đường thọ lãnh dạy dân. Dương trần nhiều kẻ ham sân, cứ theo biếm nhẹ xa gần người điên. Lòng buồn mượn lấy bút nghiêng, viết cho trần hà bớt phiền lo tu. Thương đời chớ chẳng kiếm xu, buồn cho ba tánh hết mù tới đuôi. Có chi mà gọi rằng vui, khắp trong ba tánh gặp hồi gian lao. Từ đây hay ốm hay đau, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Lời hiền nói rõ quả thâm, đặng cho ba tánh tịnh tâm tu hành. Ngày nay điên mở đạo lành, khắp trong lễ thứ được rành đường tu. Nay đã gần cuối mùa thu, hết ngủ tới dạy công phu gần thầm. Xác trần đạo lý chưa rành, mấy ai mà được lòng thành với điên. Điên này sẽ mở xích xiềng,
dắt diều ba tánh gần miền tiên bang. Không ham danh lợi giàu sang, mong cho ba tánh được nhàn tâm thân. Thường về chầu Phật tâu trần, cầu xin Phật tổ ban lần đức ơn. Nay đã bày tỏ nguồn cơn, cho trong trần hạ thiệt hơn tỏ tường. Phật trời thấy khổ thời thương, muốn cho lễ thứ thường thường làm nhân. Đừng ham tranh đâu thiệt hơn, tu niệm chớ sờn uổng lắm dân ơi. Hồng trần biển khổ thấy rồi, ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Đừng ham nói đắng nói cay, cay đắng sau này đau đớn sầu bi. Tu hành tâm trí ráng trì, sau này sẽ thấy việc gì trên mây. Đừng làm tàn ác ham gây, sẽ có người này cứu vớt giùm cho. Dương trần lắm chuyện đôi co, phải dẹp vị kỷ mà lo tu hành. Kể kinh tưởng niệm cho sành, ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai. Lúc này thế giới bi ai, chẳng nói văn dài Phật nọ tức tâm. Mấy lời khuyên nhủ chẳng lầm, từ đây đạo hạnh được mầm thanh cao. Hồng trần lao khổ xiết bao, khuyên trọng lê thứ bước vào đường tu. Xưa nay đạo hạnh quá lưu, ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa. Mặc tình kẻ ghét người ưa, điện chẳng nói thừa lại với thứ dân. Quan trường miệng nói gian trân, mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhớ. Buồn đời nên mới làm thơ, cũng còn tay lấp mắt ngơ mới kỳ. Người đời lòng dạ bất tri, trông cho làm bệnh dị kỳ nó coi. Dương gian chậu úp được voi, dấu đầu rồi lại cũng loài sao đuôi. Nói nhiều mà giả chẳng nguôi, việc tu ba tánh bắn lùi như tôm. Tưởng Phật được lúc đầu hôm, đêm khuya muốn giựt nồi cơm của người. Thế gian nhiều việc nực cười, tu hành chẳng chịu lo cười lo khinh. Người già ham muốn gái xinh, đến sao chẳng biết thân mình ra sao.
xác thân cọp xe beo vào, còn người tàn bạo máu đào tuôn rơi. Tu hành hiền đức thánh thời, ngài cha thảo chúa Phật trời cứu cho. Ba gia hãy ráng mà lo, kiếm lão đưa đò nói chuyện quyền cơ. Bấy lâu chẳng biết làm thơ, nay viết ít tờ trần hạ tĩnh tâm. Đến sao khổ hạnh khỏi lâm, nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Chừng nào chim nọ biến bay, cả kia biến lỗi khổ này mới yên. Nhắc ra quá thảm quá phiền, bể khổ gần miền mà chẳng chịu tu. Ngọn đèn chân ly hết lu, khắp trong lễ thư ao tù từ đây. Thấy trong thời cuộc đổi xây, đời nay trở lại khác nào đời thương. Nhắc ra thêm ghét trụ dương, hàm mê đắc kỷ là phường bồi cha. Hết gần điên lại nói xa, nói cho ba tánh biết mà người chi. Lời lành khuyên hãy gắn ghi, dương trần phải ráng tu trì sớm mà khuya. Đừng thì ham làm chức nắc nia, ngày sau như khóa không chìa dân ôi. Tu hành như thể thả trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tâm. Mưa sâu thì quả cũng thâm, ngày sau sẽ biết thu cầm chỉnh ghê. Hùm mà beo tay tưởng bộn bề, lại thêm ác thú mạng xà rít to. Ba gia ai biết thì lo, gạt tay dèm xiểm đôi co ít gì. Hết đây rồi đến dị kỳ, siêu cao thuế nặng vậy thì thiết tha. Dân nay như thể không cha, chẳng ai dạy dỗ thật là thảm thương. Thứ này đến thứ Minh Dương, nơi chôn Phật đường mặt ngọc ủ ê. Cám thương trần hạ nhiều bề, bởi chưng tàn bạo khó kề Phật tiên. Chúng ham danh lợi điền duyên, ngày sau đến việc lụy phiền suốt căn. Kể kinh tụng niệm đêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Bây giờ chưa biết vàng thao, đời sau kính trọng người cao tu hành. Nam mô miệng niệm lòng lành, ba gia phải ráng biết rành đường tu.
thương ai ham giống ham dù cũng như những kẻ đuôi mù đi đêm. Khuyên đời như giá múc thêm mạng lo tranh đoạt thù hèm với nhau. Đến chừng có ấm có đau dáng mồm niệm Phật Phật nào chứng cho. Dương trần tiếng nhỏ tiếng to nói ngóng nói cò để cũng làm thinh. Tưởng rằng thân nó là vinh chẳng lo tu niệm cứ gìn giới điên. Nói ra trong dạ chẳng yên bây giờ nói chuyện cởi thuyền khuyên dân. Đêm ngày chẳng nại tâm thân nắng mưa chẳng quán tạo tầng ai hay. Chừng sao đến hồi rồng mây người đời mới biết điên này là ai. Lôi thuyền chèo quế tái gai thuyền đi nước ngược đến rài Cù Lao. Xa xa chẳng biết làng nào thiết làng Long Khánh ít người nào tôn. Tớ thầy liền giả đuôi mù bèn đi ca hát kiếm du dương trần. Bà gia tự lại rần rần trong nửa ngày trần chẳng có đồng chi. Nực cười trần hạ một khi ở một đêm thì sáng lại qua sông. Bình minh vừa buổi chợ đông bài trò bán thuốc hát rồng đời nay. Cho thiên hạ tự đông dày rồi mới ra bài hát diệt thiên cơ. Tới đây ba tánh làm ngơ buồn cho lễ thứ kịp giờ ra đi. Lìa xa hồng ngữ một khi thẳng đường trực chỉ điên đi tân thầm. Tới đây ra mặt người rành nói chuyện thiệt sành thông lão đạo nho. Nhiều người xúm lại đôi co chê lão đưa đò mà biết việc chi. Thấy đời động tánh từ bi điên chẳng bắt tì còn mắt việc xa. Khoan khoan chân nọ bước ra giáp rạch cả cây rồi ra ngoài giam. Đôi nhìn hà mây nọ trắng lam điên ra sức lực chèo chơi một giờ. Xa nhìn sương bạc mờ mờ Tân An làng nọ dân nhờ bắp khoai. Và người bán cá bằng ngày nay dân chúng ngày rài xúm lại mùa đông. Tới lui gia cả vừa xong điên cũng bằng lòng cân đủ cho dân.
Có người chẳng chịu ngang cân, bỏ thêm chẳng bớt mấy lần không thôi. Nực cười Trần Hạ Lâm ôi, giảng cho ba tánh một hồi quá lâu. Thân già thức suốt canh thâu, nói cho lệ thư hoài đầu mới thôi. Nhiều người nghe hết phủi rồi, hoài thuyền trở lại bồi hồi sầu bi. Và người tàn tật một khi xuống giàm kinh sáng được thì chúc vui. Một người nhà lá hẳm hôi mà biết đạo lý mời cùi lên chơi. Bàn qua kim cổ một hồi, cùi xuống giữa dời châu đốc thẳng sông. Đến nơi thiên hạ còn đông, giả gái không chồng đi bán cao tươi. Thấy dân ở chợ nực cười, xúm nhau trêu ghẹo đặng cười gái tơ. Buồn đời lắm mà ngẩn ngơ, biến mất lên bờ liền giáng cùi đuôi. Phố phường nhiều kẻ tới lui, thấy kẻ đuôi cùi chẳng muốn ngó ngang. Đời nay quý trong người sang, giả ra gây lộn nói toàn tiếng Tây. Tây Nam chà chết chú thầy, nó thấy làm vậy chẳng bắt ngài nghi. Xuống thuyền hoài quá một khi, chèo lên dính té vô thì núi Sam. Đi ngang chẳng ghé chùa am, xuôi dòng núi sập đặng làm người ngu. Xem qua đầu tóc u sù, cũng như người tội ở tù mới ra. Chèo ghe rau diệt gần xa, bồng lai tiên cảnh ai mà đi không. Nhiều người tâm đạo ước mong, nếu tôi gặp được như rồng lên mây. Ấy là tại lĩnh phương Tây, cho kẻ bảo tàng kiến thấy thần tiên. Có người nói xéo nói xiên, chú muốn kiếm tiền nói gạt bá giang. Thoáng nghe lời nói thiết tha, rừng rừng nước mắt trèo về mặt dưng. Tay trèo miệng cũng rao chừng, đường đi tiên cảnh ai từng biết chưa. Khúc thời nhắc lại đời xưa, lúc chàng Lý Phủ đổ thừa trọng ngư. Nhà anh có của tiền dư, sao chẳng hiền từ thương xót bá gia.
Bây giờ gặp việc thiết tha, bạc vàng có cứu anh mà hay không? Hết tay điên lại nói đông, có ai thức tình để lòng làm chi? Mặt dưng mất vàng từ bi, thuyền đi trở ngược về thì giảm nào? Dòm xem thiên hạ lao sao, không ghé nhà nào cũng gọi vài câu. Con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thu nuốt mà người hung. Đến chừng thú ấy phục tùng, bà già mới biết người khùng là ai. Bây giờ phải chịu tiếng tay, giảng đạo tôi ngày mà chẳng ai nghe. Đời như màn nó băng the, hãy ráng đọc về của kẻ khùng điên. Khỏi dàm điên mới hoài thuyền, xuống miền cao lạnh lại phiền lòng thêm. Tới đây ca hát ban đêm, ai có thù hềm chửi mắng cũng cam. Cho tiền thì cho bạc chẳng ham, quyết lòng dạy dỗ dương trần mà thôi. Nghe rồi thì cũng phủi rồi, nào ai có biết đây là người chi? Trở về phong Mỹ một khi, thuyền đi một mạch tới thì rạch chanh. Ghe chèo khúc quẹo khúc quanh, ở đây có một người lành mà thôi. Nhắc ra tâm trí bồi hồi, khó đứng khôn ngồi thương xót ba gia. Kiến vàng làng nọ chẳng xa, kiếp màu tới đó vậy mà thử coi. Xứ này nhà cửa ít ỏi, mà trong dân sự nhiều người chân tu. Thấy người đói rách xin xu, ra tài cứu giấc đuôi mù chẳng chê. Khỏi đây đến chỗ bổn bề, rõ ràng bến lức đã kề bên ghe. Giá người tàn tật đón xe, rồi lại nói về rồng diệt thiên cơ. Hết về rồi lại nói thơ, làm cho ba tánh ngẩn ngơ trong lòng. Thơ về điên đã nói xong, đi luôn ba cụm kẻo lòng ước mơ. Tới đây dẹp hết về thơ, giả người bán mắm quá khờ quá quê.
Chợ này thiên hạ bộn bề, kẻ nhúng người trề chê mắm chẳng ngon. Bạn hàng tiếng nói quá giòn, giá này chẳng bán còn chờ chuyện chi. Bưng thời kẻ nếu người trì, ở đây không bán chỉ thì đi đâu. Dứt lời rồi lại câu mau mắng, còn đi cho khéo hầu làm khôn. Muốn làm cho có người đồn, biên mất xác hồn cho chúng chỉnh ghê. Nói ra thêm thảm thêm thê, ông lãnh giữa kề giá ban trầu cao. Bán hàng súng lại lao sao, ông ban giang nào nói thử nghe coi. Trầu thời kẻ móc người môi, còn cao bé dâu thấy loài tánh tham. Thấy già bán rẻ nó ham, bị thêm quê dốt nó làm thẳng tay. Ghe người biến mất bằng nay, cho chúng biết tài của kẻ thần tiên. Bến thành đến đó đậu liền, gặp hai thằng lính tra liền thuế thân. Tớ thầy nói chuyện cân phân, mới lỡ một lần xin cậu thứ tha. Hai người tôi ở phương xa, bởi chừng khổ não mới là nổi trôi. Lính nghe vừa dứt tiếng rồi, khoác nạt một hồi rồi lại bắt giam. Thấy đời trong già hết ham, ghé người biến mất coi làm chi đây. Tức thời điên già làm thầy, đi coi đi bôi khắp trong phố phường. Có người tu niệm đáng thương, điện mới chỉ đường tịnh độ giảng sanh. Dạo cùng khắp cả xài thành, khi cả khi ly nói rành thiên cơ. Ba gia ba tánh làm ngơ, tưởng như những kẻ nói thơ kiếm tiền. Dân minh trọng bạc trọng tiền, khôn ngoan độc ác làm phiền người xưa. Mặc ai ghét ghét ưa ưa, chẳng dám nói thừa cho ba tánh nghe. Phiền ba ngựa ngựa xe xe, điên giả người què gia đình thẳng sông. Què này đường xa lão thông, khắp trong thiền thị rồi thì nhà quê. Kêu cơm ba tánh nghe ghê, thêm mi nói bộn bề những việc về sau. Dương trần bàn tán thấp cao, chẳng biết người nào rõ việc tiên tri. Giả từ gia đình một khi,
thuyền loan trực chỉ đến thì cần thơ. Tới đây giả kẻ quá khờ, vợ điên chồng lại đứng hờ một bên. Phố phường xóm dưới đầu trên, cùng người đi chợ xung với nhau reo cười. Thì thiền hiền đức được mười phần, nhiều xung lại chê cười người điên. Vợ thời ca hát quyên thiên, chồng chẳng có tiền lại quán xin cơm. Ba gia coi thể rác rơm, ai cũng sẵn hòm đặng có ghèo chơi. Điên mà ca hát việc đời, với việc hiện thời khổ não âu châu. Chạy cùng chẳng xót đâu đâu, lòng quá thảm sầu lìa lại Vĩnh Long. Chợ quê giảng dạy đã xong, thuyền loan trực chỉ đến rài Bến Tre. Chợ này đâu tại nhà bè, giá chỉ bán chè dạo khắp các nơi. Dòng rau rặt tiếng kim thời, rước rước mời mời anh chị mua ăn. Trẻ già qua lại lăng xăng, nói nói rằng rằng những việc bướm ông. Gánh chè bán hết vừa xong, điên cũng nói rồng chuyện khổ về sau. Nói rồi chân bước mau mau, lìa xa thiền thị đến thì thôn quê. Đi đâu cũng bị nhúng trề, kẻ lại chửi thề nói lũ ba dơ. Thấy đời tay lấp mắt ngơ, lúc ở trên bờ khi lại đi ghe. Dạo cùng khắp tỉnh Bến Tre, đủ bực thơ dè lìa lại Trà Vinh. Tới đây bài đặt hát kình, đùa nhau bán thuốc mặt tình mua không. Nói ra những chuyện bồng lông, trách chồng Lê Thứ không lòng từ bi. Gặp người đói khó khinh khi, điền viên sự sản ai thì làm cho. Dạy rồi thuyền lại Mỹ Tho, khuyên trong trần hạ ráng lo tu trì. Xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây. Chợ quê giáp hết thuyền quay, đi trở lộn về ông trưởng giảng dân. Quảng chi nắng sợ mưa tần, chèo xuôi chèo ngược mấy lần không thôi. Thảm thương ba tánh lắm ôi, bồng lai tiên cảnh rao rồi một khi.
Nếu ai rảnh việc thì đi, còn mắc nợ thì ở lại dương gian. Có người xưng hiệu ông quan, tên thiệt dân trường ở dưới dinh ông. Thấy đời cũng bắt động lòng, ghé vào tệ sang thẳng sông lên nhà. Mình người tu niệm vậy mà nói chi lớn tiếng người mà khinh khi. Người nhà cắm tạ một khi, cũng nằm cắt bạc tiền đi non bồng. Xuống thuyền xuôi nước thẳng sông, ghé nhà chủ phối xem lòng đào ban. Ngồi chơi đạo lý bàn qua, mấy bà có biết lúa mà bay không. Có người đạo lý hơi thông, xin ông bài tỏ cho tôi hiểu dài. Điên nghe liền mới tỏ bài, lúa bay về núi dành dài ngày sau. Hỏi qua tu niệm âm hao, không biết câu nào trái ý đạo ban. Buồn đời điên mới bước ra, tay gái chèo quê dạo thì khắp nơi. Đi hoài chẳng có nghỉ ngơi, miệng cũng rao mời tiếng cảnh bồng lai. Có người xuống bến bằng nay, mặt trời ít tiếng người rài mạng giông. Nhà ngươi thiệt chẳng có lòng, đòi đã hai lần sao chẳng chịu đi. Thương đời ta luôn sầu bi, đò đi tới chốn ăn thì bao nhiêu. Điên rằng thì tôi chẳng ham nhiều, bao nhiêu tự ý cho nhiều chẳng ham. Điên này bụng chẳng có tham, ghe đã chở đầy chất nước trong muôi. Và đây cũng chở cầu vui, vậy chú hãy ngồi ngay chỗ sau đây. Thấy người lòng giả ta tay, thân tôi làm vậy ông chẳng cho vô. Trong muôi đã mát lại khô, tôi có đủ tiền mà trả cho ông. Trong muôi dòm thấy trong không, bước nhầu vào đó máu hồng trào ra. Cho người hung bảo biết ta, thuyền người biến mất vậy mà còn chi. Trở về chợ mới một khi, chèo lên chèo xuống vậy thì cùng rau. Năm xưa đây có máu đào, mà nay chưa có người nào chân tu. Nào điên có muôn kim xu, mà trong trần hạ đuôi mù không hay. Hỏi ông
người ở đâu rày, trả lời rằng ở Non Cài. Vua kêu: tới đây trong dạ buồn hiu, bỏ ghẻ điên cũng đánh liều chương thôi. Giả ra một kẻ hàng nồi, khắp trong hàng xóm đi rồi sạch trơn. Tới đâu cũng tỏ thiệt hơn, nhà tôi vốn thiệt có đờn năm giây. Tôi còn mắc cái nợ này nên mới làm vậy cho giải quả căn. Nhà tôi đâu phải khó khăn, đem theo trong sách bạc hằng 80. Nhiều người nghe nói reo cười, thân tôi lao lý anh cười tôi chi. Giá từ chợ mới một khi, thuyền đi xuôi ngược đến thì ban răng. Ít ai biết được đạo hằng, ghé am thầy pháp nói rằng lỡ chân. Trước sau bày tỏ nguồn cơn, vì thương lê thứ chi sờn lòng đây. Có người lôi xóm muốn gây, xin sao trái bắp liền quầy xuống ghe. Ghe điên vốn thiệt ghe be, mà lại điên nhè nước ngược thẳng sông. Ra quay thuyền chạy như giông, người nhà xuống bến trong lòng ngại nghi. Ông này chẳng biết người chi, chèo quế dậy thì mạnh bạo quá tay. Thần tiên mà chẳng ai ngờ hay, cứ bim nhẹ ngờ hoài buồn giả người xưa. Đời nay mỏng tờ màn thưa, khuyên trọng lê thứ chẳng thừa một câu. Thân này chẳng nể mau lâu, miễn cho ba tánh gặp chầu vinh quê. Thương trong trần hạ thảm thê, lao khổ nhiều bề chớ chẳng còn vui. Nhiều người nghèo khổ hẩm hui, không đất cầm vui mà chẳng ai thương. Con thuyền đương lướt gió sương, bỗng nghe tiếng khóc tứ lương ai hoài. Có người ở xóm bằng nay, bị mất trộm rài đồ đạc sạch trơn. Du thần bày tỏ nguồn cơn, rằng người nghèo khó đương hơn phần duyên. Điên nghe dội giả hoài thuyền, dùng khoa coi bói giải phiền phàm nhân. Coi rồi bày tỏ thiệt hơn, khuyên cô đừng giận đừng hờn làm mà chi. Rồi đi dạo xóm một khi, đi lên nhà thì giả gạo mà chơi. Vào nhà nói chuyện một hơi,
gặp người bán thuốc cũng thời ghé vô. Mua một ve uống hỡi cô, uống vô bổ khỏe trị nhiều chứng phong. Uống thì pha nước nóng trong, chớ đừng pha rượu nó hồng kỳ thay. Hai thằng ở xóm bằng nay, nó nói ngày rày thuốc chẳng có hay. Người cha đi lại thấy rầy, thiệt mấy đứa này cãi cọ làm chi. Bước ra nhà nó một khi, đi lên đi xuống kiếm thì xe lôi. Gặp xe chẳng có lên ngồi, chạy trước đi rồi ngừng lại chỗ kia. Xóm này kẻ ghét người ưa, ghé vào nhà nọ nhổ bừa cái răng. Nhổ rồi lui tới lăng xăng, liền bước xuống thuyền thầy tớ thả trôi. Dàm nao rài đã đến rồi, hoài thuyền ghé lại bằng nay chợ đình. Hát hai câu hát quê tình, đầu xem dân chúng chợ đình làm sao. Sáng ngày chợ nhóm lao sao, giá bận áo màu ai cũng dòm xem. Mấy thằng trai trẻ thấy thèm, đứng xa quanh quẩn nói dèm với nhau. Đứa này nói để cho tao, đứa kia xạo sự áo màu quá ngon. Nhắc ra đồng tâm lòng son, buồn cho lễ thứ sao còn ham vui. Ở đây một buổi ghe lui, về trên bãi núi ngồi ngồi thương dân. Thầy trò chẳng nại tâm thân, rảo khắp non tầng bận nửa thử coi. Chân tu thì quá ít thôi, nhiều người ẩn sĩ quá loài tánh tham. Đi lần ra đến núi Sam, đến nơi rảo khắp chùa am của người. Dạy rồi bắt qua tức cười, thầy tu nhiều kẻ biến lười quá tay. Trẻ già biến quá ai hay, dạo trong bãi núi chẳng nài công lao. Ru rừng lúc thấp lúc cao, giả ra nghèo khó giàu nhiều am dân. Tu hành nhiều kẻ tham sân, làm sao cho đặng mau gần Phật tiên. Ai ai cũng cứ ham tiền, ấy là đem sợi xích xiềng trói thân. Lìa xa bãi núi lần lần, xuống thuyền trực chỉ lên gần
Hà Tiên. Đến đây giả kẻ không tiền, rảo khắp thị thiền xin xỏ ba gia. Đi rồi cũng qua thiết tha, trở về non cũ đặng mà vào chơi. Non tiên do mang thảnh thơi, nhưng nhớ việc đời lụy ngọc nhỏ xa. Xuống trần lúc hát lúc ca, mà trong lễ thứ có mà biết chi. Nam mô hai chữ từ bi, Trần Hà nói gì đây cũng làm thinh. Tu thời nhàn hạ thân mình, phần điên khuyên nhủ mặt tình ghét ương. Thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong ba tánh chẳng ương điên khùng. Xuống thuyền treo quế thúng dung, đi dạy đủ chỗ khắp cùng thử coi. Rạch giá chợ nọ thôi lôi, gần nơi ven biển cá mòi nhiều hơn. Tới đây giả kẻ có cơn, khi sai khi tỉnh lúc hờn số căng. Dương trần đi lại lăng xăng, chê chê nhạo nhạo cười rằng quân điên. Ở đâu mà tới thị thiền, lính chẳng bắt xiền nó lại bóp đi. Lòng thương vì tánh từ bi, dạy dỗ chuyện cùng mà chẳng ai nghe. Dạy rồi điên lại xuống ghe, lòng xuyên xa đét nói rồng dè thơ. Vợ chồng nghèo khổ bơ vơ, ở nơi giữa chợ lại khờ lại quê. Buồn trong lê thứ ủ ê, sóc trăng chợ ấy thuyền kề đến nơi. Đến đâu thì cùng ta tới, nói rõ việc đời sắp khổ sắp lao. Thị thiền thiên hạ lao sao, chẳng có người nào tu niệm hiền lương. Thấy trong trần hạ thảm thương, đâu có biết đường chân chánh mà đi. Lìa xa đô thị một khi, thuyền loan trực chỉ đến thì Bạc Liêu. Chợ này tàn ác quá nhiều, phố phường dân thổ dân tiêu nhiều hơn. Đi cùng thành thị rau trơn, Cà Mau đến đó thiệt hơn tỏ bài. Cho trong ba tánh chợ này rõ việc dậy đầy lao lý về sau. Đường đi lao khổ xa bao, miễn cho trần hạ biết vào đường tu. Tu hành đâu có tôn xu, mà sao thoát khỏi lao tù thế gian. Thầy trò lắm
cảnh gian nan, chừng nào hết khổ mới an tâm lòng. Đặng dân đến tỉnh Gò Công, vì thương dân thư mới hồng đến đây. Xưa kia bảo lục tỉnh này, mà sao cảnh khổ xưa này nhiều hơn. Yêu dân lòng nó chẳng sờn, thầy hát tớ đờn dạy cũng khắp nơi. Khỏi đây Bà Rịa tách dời, đến đó dậy thời trời mới sáng ra. Chợ này đông đúc người ta, nhiều đuông trà là lại với nho tươi. Đến đây thầy tơ quá mười, nói cười cười bán thuốc sơn đông. Ai ai đều cũng ngóng trông, coi lũ khách này hát thuật làm sao. Hát mà trong bụng sao xào, nói chuyện bên tàu máu đổ tuôn rơi. Cả kêu dân chúng hỡi ôi, sao không thức tỉnh việc đời gần bên. Khổ đã đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh quang. Vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân. Tu cho nhàn toại tâm thân, đừng làm tàn ác xa lần tiên ban. Hát kêu bớ kẻ giàu sang, ráng lo làm phước làm doan mới là. Đến lâm cảnh khổ có ta, với linh Phật Bà cứu vớt giùm cho. Tu hành phải ráng trì mò, gặp lão đưa đò đừng có khinh khi. Dạy rồi thầy tớ liền đi, biển hòa đến đó vậy thì xem qua. Đến đây dạy dỗ gần xa, khuyên trong ba tánh vậy mà tỉnh tâm. Ngày nay gặp bạn tri âm, ráng mà trì chí đặng tâm quyền cơ. Tân an dạy dỗ kịp giờ, chẳng dám chần chờ đi thẳng Tây Ninh. Tới đây vừa lúc bình minh, điện ra sức giảng mặt tình nghe không. Giảng rồi dầu một thằng sông, thiền thị giáp dòng thư chót là đây. Thương dân giảng dạy dậy đầy, rảo khắp tối ngày chẳng có nghỉ chơn. Nhiều người hung ác quá chừng, không biết đời khổ lo mừng lo vui. Nhắc ra dạ nọ nào nguôi, từ đây lục tính đuôi cùi thiếu chi. Nói mà trong da sầu bi, bả da chậm chậm kính khi điên này. Đừng ham nói nọ nói này, lặng yên coi thử điên này là ai.
Cảm thương ông lão bán khoai, vì yêu dân chúng chẳng này nắng mưa. Câu này nhắc chuyện năm xưa, khuyên trong trần hạ hãy chừa lòng tham. Khùng thời quê ngủ núi Sam, còn điên chẳng có chùa am dưới này. Vua Nghiêu xưa mở đất cài, ngày nay nhường lại cảnh này cho điên. Xuống trần dạy dỗ quyên thiên, dạy rồi thì lại thảm phiền nhiều hơn. Cầu xin Phật tổ ra ơn, lời điên khuyên nhủ như đờn ba nha. Thí thiền khắp hết gần xa, từ đây sắp đến quê nhà điên đi. Đừng thấy ngu dại mà khi, thầy thì quê lựu, tớ thì quê tâm. Đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thầy nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Khuyên trong lê thứ trẻ già, tu hành hiền đức Phật mà cứu cho. Ấy là quý báu thơm tho, đừng ham gây gỗ nhỏ to làm gì. Con thì ăn ở nhu mì, học theo luân lý kính gì mẹ cha. Sau này xấu bắt hầm tha, xử người tàn bạo vậy mà tại đây. Đời xưa quả báo thì chày, đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Dương trần phải ráng làm hiền, đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân. Người hung phải sửa cái thân, từ đây có kẻ du thần xét soi. Chuyện người chớ móc chớ môi, hãy treo gương thiện mà soi lấy mình. Ai thương ai ghét mặt tình, phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay. Điên đây dưng lịnh phương Tây, hầu hạ bên thầy đặng cứu ba gian. Thấy đời lòng dạ tây tà, cứ theo chế nhạo cười mà người điên. Ngồi buồn kể chuyện quyên thiên, chẳng có hàm tiền cũng bị ghét dơ. Giết cho ba tánh ít tờ, đi làm run rẩy bỏ hờ theo xem. Thương người nghèo khổ lắm lem, thấy cảnh sung sướng nó thèm quá tay. Ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tĩnh ngày mai thảm sầu. Tự rài gặp cảnh buồn rầu, cho người tàn bạo cứng đầu khinh khi. Dương trần nay đang sầu bi, nên điên mới nói chuyện đi tỏ tường. Đêm ngày tưởng Phật cho, thường phải ráng lo lường kiếm chỉ từ đây. Thương đời điên mới tỏ bài, dạy trong trần hạ ngày rài ráng nghe. Đừng khi nhà lá chòi tre, nhà săn cột lớn bù xè hay ăn. Lúc này điên mắt lăng xăng, dương trần biết đặng đạo hằng mới thôi. Chẳng ham cung kiến chè xôi, Phật trời chẳng muốn điều tội ấy đâu. Muốn cho dân hiểu đạo màu, chớ không có muốn chùa lầu cho cao.
bao nhiêu cũng biết vàng thao, dạy khôn trần thế chớ nào dạy ngu. Sáng ngày con cho sữa tru, chừng heo cắn ổ hiềm thù mới yên. Đừng ham giành giật của tiền, người hung hay gọi kẻ hiền rằng ngu. Nay điên chỉ rõ đường tu ấy là đủ việc tài bù cho dân. Thôi thôi nói riết dần lần, tới đây cũng lần ngừng lại bút nghiêng. Bửu châu công luyện chốn non tầng, sơn thủy môn giang bảo giác dân. Kỳ quái chờ nơi thiên nhất định, hương nồng dành thưởng kẻ tròn ân. Nam mô A Di Đà Phật.